thương con mỗi dáng về đây, trao kinh cứu khổ tận tay con trần. Một là con phải ăn năn chuộc hết lỗi lầm từ trước đến nay, sau này thoát cảnh loại đầy với tầm địa ngục ai thay cho mình. Phụ nữ không được ái tình, bất lương bất chính làm mình nước nhơ. Đàn ông không được phụ tình, chữ hiếu tôn thờ nhiều nhất trong tâm, chữ nhân nhắc lại nhiều lần. Con phải ân cần không được làm sai, chữ phúc cùng với chữ lai, hai chữ cộng mà ai ai cũng cần. Chữ nhục là chữ lỗi lầm, con ơi xa lắm hơn phần được khen. Con hãy tôn kính tòa khen, là con ghi nhớ kinh này trong tâm, Phật Bà Bồ Tát soi tâm, là hết lỗi lầm từ trước đến nay. Con ơi kinh sách đêm ngày bút son ngũ, bút son ngũ đã trao tay con cầm. Bầu trời có mấy vì sao, bút son bao chữ ngũ đà cho con. Rồi đây mọi việc vuông tròn, truyền kinh cứu khổ mẫu cho mở đường, dù cho muôn dặm đường trường, hào quang sáng tỏ mọi người con đi. Bây giờ thấy một kỳ thi, các con cố gắng được ghi sổ và vàng. Thương con thật là chứa chan, mẫu phải tìm được giải thoát cho con. Nay mẫu nay ở chúa lầu son, nhưng mẫu sáng suốt những con ở trần. Con nào khổ cải trầm luân, con nào bất nghĩa nhưng mẫu tường, mẫu thương mẫu sẽ mở đường. Dù con có vội dặm đường đâu thông, đời người như một dòng sông, bước trong nước đục bước vô nước đầy. Các con tụng niệm đêm ngày để cho giải hết đắng cay.